ba bóng hồng bất động sản khét tiếng gục ngã, bị bắt vì lừa đảo, rửa tiền, chiếm đoạt hàng trăm tỷ, một người có tên trong hồ sơ Panama. Quý vị đang đến với tin tức cập nhật trên kênh tin tức Việt. Những tin tức nóng hổi nổi bật nhất trong ngày sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Hàng loạt nữ đại gia từ Bắc Chí Nam thời gian vừa qua đã bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến nhiều sai phạm trong các lĩnh vực gây thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Năm 2021 là năm xảy ra nhiều vụ án với mức độ vi phạm cực kỳ nghiêm trọng và đáng chú ý hơn những người liên quan đứng đầu các doanh nghiệp xảy ra sai phạm là những bóng hồng có tiếng trên thương trường Việt Nam. Việc những bóng hồng trên thương trường vướng vào vòng lao lý khiến cho dư luận không khỏi chấn động. Họ được biết đến là những nữ đại gia sở hữu khối tài sản cùng năng lực kinh doanh khiến cho cánh mày dâu cũng phải nể phục. Nữ doanh nhân siêu lừa chiếm đoạt hàng chục triệu đô. Ngày 28 tháng 7 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vụ 3 đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam đối với bà Trương Thị Kim Soan ở Bình Thuận, đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng Titan Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Thiên Ân, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư khoáng sản Thiên Bình bị tạm giam sau cáo buộc lừa đảo công ty nước ngoài với số tiền hơn 11 triệu USD. Bên cạnh mức độ vi phạm nghiêm trọng, với tổng số tiền là 11 triệu 290 000 USD, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là hơn 234 tỷ đồng, thì thân thế của nữ giám đốc siêu lừa chính là điều khiến cho dư luận không khỏi bất ngờ. Đại gia bất động sản nổi tiếng phía Nam Bà Trương Thị Kim Soan sinh năm 1974, trú tại số 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Trong giới thương nghiệp, bà Son không chỉ được biết đến là nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực khoáng sản mà còn là đại gia bất động sản khá có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trước khi bị bắt, bà Son được biết đến là người đại diện pháp luật, chủ sở hữu của nhiều doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản với số vốn lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó phải kể đến vụ việc thâu tóm khu đất vàng số 129 Pasteur quận 3 thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của nhà nước. Đây là một trong những thương vụ gây chấn động mà một trong những doanh nghiệp bất động sản có liên quan do nữ giám đốc này điều hành. Ngoài ra bà Trương Thị Kim soan cũng được biết đến là chủ sở hữu các doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Tạng, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Quang Đăng, công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý tài sản Sài Gòn Gia Định hay tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam VIPD Group. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng Titan Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản Thiên Ân, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Khoáng sản Thiên Bình. VIPD Group tiền thân là công ty cổ phần bất động sản Phú Vinh, được thành lập vào đầu năm 2008. Hai năm sau Phú Vinh được mua lại, công ty này tái xuất với tên gọi mới là Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam VIPD Group và vốn điều lệ tăng 15 lần từ 400 tỷ lên 6.000 tỷ đồng. Dấu chân quyền lực của nữ doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản chưa dừng lại ở đó. Bà Soan từng là chủ tịch hội đồng quản trị, công ty cổ phần đầu tư Peckview, một doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của một tập đoàn địa ốc hàng đầu phía Nam. Có tên trong hồ sơ Panama, tháng 5 năm 2016, thế giới chấn động trước vụ dò dỉ dữ liệu lớn nhất thế giới, mang tên hồ sơ Panama. Dù chưa chứng thực, nhưng hồ sơ Panama được xem là tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế rửa tiền của các cá nhân tổ chức. Và điều đáng nói ở đây chính là việc bà Trương Thị Kim Soan có tên trong danh sách hồ sơ này cùng 188 cá nhân doanh nghiệp trong nước khác. Bà Soan rất ít khi xuất hiện trên truyền thông. Vào đầu năm 2018, bà Trương Thị Kim Soan đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017 tháng 4 năm 2018, trong buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, bà Trương Thị Kim Soan xuất hiện với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam VIPD Group, nữ vương ngành tân dược và cú sẩy chân trong lĩnh vực bất động sản. Ngày 9 tháng 11, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vimedimex và 7 bị can khác về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 200 tỷ đồng. Nhưng điều đáng nói, bà Nguyễn Thị Loan bị khởi tố do liên quan đến nhiều sai phạm trong hoạt động bán đấu giá tài sản là đất xảy ra tại huyện Đông Anh, chứ không phải trong lĩnh vực tân dược mà mình xưng bá. Theo đó, kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 8 năm 2020, Ban Quản lý Dự án Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5 hectare ở xã Cổ Dương, Ban đầu, công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Loan đã thông đồng với các cán bộ của ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá, can thiệp để điều chỉnh giá khu đất xuống thấp hơn với giá trị thực. Các bị can đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ thẩm định giá và hạ giá trị khu đất xuống còn 300 tỷ đồng. Hội đồng thẩm định giá đất đã duyệt mức sàn là hơn 18 triệu đồng trên 1 mét vuông để tổ chức đấu giá khu đất trên. Được biết, công ty cổ phần y dược Vimedimex do bà Nguyễn Thị Loan làm chủ tịch hội đồng quản trị hiện đang niêm yết cổ phiếu trên sàn House với mã chứng khoán là VMD. Đây là doanh nghiệp dẫn đầu cả nước về nhập khẩu thuốc tân dược với doanh thu mỗi năm lên đến 20.000 tỷ đồng. Ngoài là chủ tịch hội đồng quản trị của VMD, bà Nguyễn Thị Loan đồng thời là chủ tịch của công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2 được sáng lập bởi VMD và hai cổ đông khác vào năm 2014. Tuy nhiên, đến năm 2018, V-Medimax 2 đã bắt đầu thâu tóm VMD và đến nay trở thành cổ đông lớn nhất, sở hữu 45,3% vốn của VMD. Hiện vốn điều lệ của V-Medimax 2 là 1.500 tỷ đồng, lớn gấp 10 lần vốn điều lệ của y dược V-Medimax. Ngoài lĩnh vực dược phẩm, nữ đại gia Nguyễn Thị Loan còn hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, hiện cũng đồng thời là chủ tịch của công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình, quản lý quỹ quốc tế. Bà Loan cũng từng tham gia vào hội đồng quản trị của Ngân hàng Việt Á. Trong số các lĩnh vực ngoài dược phẩm, bà Loan còn tham gia vào lĩnh vực bất động sản với loạt dự án tại Hà Nội như dự án Bellevue, dự án Vinfulland, dự án Emirates Central Park, dự án The Eden dự án Iris Garden, Bel Air Hà Nội, Annecy Garden, The Grand Sea Villa, Tori A3 Parkview hay tổ hợp Panatinum Mary Resort tại Đà Nẵng có diện tích lên tới 177,2 ha. Hiện tại, Vimedimax đang triển khai hai dự án là Helion Tour Center Great River với diện tích 4,9 ha tại Đông Anh và The Jack Orchard diện tích 6,1 ha tại Bắc Tử Liêm. Nhiều dự án kể trên là do các thành viên của Vimedimax, MNA hoặc liên doanh liên kết hợp tác đầu tư. Theo ước tính, các dự án bất động sản liên quan đến nữ đại gia Nguyễn Thị Loan có tổng tài sản lên tới gần 30.000 tỷ đồng. Máy rửa tiền, đội lốt nữ đại gia khét tiếng Vũng Tàu Ngày 21 tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phú Mỹ, bà Riều Vũng Tàu, xác nhận cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố về tội rửa tiền đối với bị can Lâm Thị Thu Trà. Trước đó, bị can Trà đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cơ quan điều tra xác định bị can Lâm Thị Thu Hà, 47 tuổi, quê Thái Bình, ngụ Vũng Tàu, có hành vi rửa tiền. Đây là hệ quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền do cha con nhà thiện soi, Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong thực hiện. Qua đó, công an xác định bị can Lâm Thị Thu Trà cùng chị dâu đã cho hai cha con thiện soi vay nặng lãi với số tiền gần 10 tỷ đồng tính lãi từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng trên 1 triệu một ngày. Về hành vi cho vay lãi nặng của Lâm Thị Thu Trà sau hơn một tháng điều tra, cơ quan công an đã xác định bị can này đã thu về số tiền gốc hơn 200 tỷ đồng và đã thu lãi bất chính số tiền gần chục tỷ đồng. Hành vi của Trà được sự giúp sức của Đặng Thị Tuyết Lan bằng việc tính toán lãi suất cho người vay, ghi chép sổ sách. Bà Lâm Thị Thu Trà không chỉ là đại gia bất động sản khách tiếng ở Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, mà còn được nhiều người biết đến là người vợ thứ hai của nam diễn viên nổi tiếng cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh thông tin nhanh chính xác trung thực tin tức việt ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin kế tiếp